nhiều lô đất lớn của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD bị bỏ hoang trong thời gian gần đây, gây lãng phí. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi các ô đất này để đầu tư trường học công lập. Chấp thuận kiến nghị này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với HUD nhằm đôn đốc và bàn giao dứt điểm các lô đất bỏ hoang về quận quản lý đầu tư trong năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu báo cáo trước ngày 15 tháng 10 để Ủy ban Nhân dân Hà Nội xem xét, chỉ đạo việc đôn đốc HUD bàn giao các ô đất theo quy hoạch xây dựng trường học nhưng bị bỏ hoang hàng chục năm qua. Theo chính quyền sở tại thì 6 lô đất này trên địa bàn do Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư đã quây tôn khoảng 20 năm để cỏ dại mọc hoặc chỉ tận dụng làm bãi trông xe. Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong ngành giáo dục trên địa bàn là rất lớn. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai thì hiện quận này mới có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003, gồm 58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập. Trong khi số học sinh toàn quận thì lên tới 96.800 học sinh. Mỗi năm có từ 4 đến 5.000 học sinh của quận Hoàng Mai thiếu trường học. Hiện địa phương này còn thiếu khoảng 10 trường mầm non và hơn 10 trường tiểu học mới đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hiện tỷ lệ trẻ được học mầm non công lập trên toàn quận Hoàng Mai cũng chỉ chiếm 44,5%, cách xa so với mục tiêu 70% của thành phố Hà Nội. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, sĩ số trong một lớp của học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông tại quận Hoàng Mai đều vượt mức trung bình, dao động từ 50 đến 60 học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, các ô đất bỏ hoang cần được bàn giao lại để quận đầu tư và xây dựng trường học.